Rồi, đây là cái video Full HD 60fps nhé. Đó, các bác có thể thấy cái độ chống rung của nó trên thế nào và thu âm của hai con như thế nào. Mình đang trên đi trên cái đường khá là nhiều lá cây. Đó. Ok. Rồi mình sẽ quay lại xem thế nào. Này, mình sẽ chạy một đoạn lại kia nhé. Ok. Ok. Tới chỗ rồi. Rồi, đây là cái video bằng cam trước đang để chế độ là 1080 60fps nhé. Hai con này nó có thể lên cắm trước lên 4K cơ mà. Sợ thật. Rồi các bác có thể thấy. Đó. Mình cũng sẽ đi lại đây rồi mình quay lại mình chạy phát. Rồi. Mình sẽ thử chạy phát nha. Ok, chạy nào. Ok, mình sẽ chuyển sang 4K xem thế nào. Rồi, đây là cái video 1080 60fps nhé. Các bạn có thể thấy. Nhìn trên cái màn hình ấy thì cái con Note 20 nó khá là noi các bạn. Cái bầu trời nó khá là noi luôn. Nhưng mà chi tiết thì em thấy nó tốt hơn. Cái con V60 nó cứ bệt bệt, chỗ cái lá cây nó cứ bệt bệt kiểu gì ạ. Chạy một phía, chờ chạy một phát nhá. Chạy phát này. Đấy, chạy phát công nhận con V60 quay đêm nó cứ bệt kiểu gì ấy. Ok, mình sẽ chuyển sang 4K cho thế nào nhé. Rồi, đây là cái video bằng cam trước. Thì hai con này đều là cam trước đều là 10 mê. Thì cam trước của con Samsung mình lại thấy nó tối hơn. Đây các bạn có thể thấy này. Thôi việc chống rung thì mình cũng như không cần phải so sánh đâu vì cắm trước nó có chống rung đâu, chống rung có ngon mấy đâu, nên không cần phải test nữa nhá. Và cũng không cần phải test 4K làm gì nữa cho mệt. Đấy, tầm ở Full HD là các bác có thể thấy rồi, nó như nào rồi. Đó. Nhưng mà mình thấy là cái con Samsung nó vẫn chi tiết hơn, cái con LG nó cứ bệt bệt kiểu gì ấy. Ok.